đâu cả bộ. Giấy của thằng thanh tra nó vừa đưa tôi xé luôn rồi. Nó ghi lồng quanh. Tôi vừa xé luôn tôi xé con đấy rồi đấy. Dân chúng tôi là quá đông nên trả cho tiếp dân trong vườn. Tại sao không ăn không vào cua? Không ăn đi bao chi tham nhũng mà vô đâu bắt vào đồn?
ở nước đi. Bây giờ ta cứ tắt tao đi vào đâu mà làm ba ra đi việc bây giờ. Đấy việc bây giờ. Lôi cái thằng tham nhũng. Thành bắt dân dân chúng tôi vào đâu. Mẹ Việt Nam anh hùng đấy. Mẹ Việt Nam anh hùng đấy. Đây, xâm đền mẹ Việt Nam anh hùng đấy. Đây, đây Việt Nam anh hùng đấy. Đấy, thầy đưa anh chị đây. Cả đấy. Bác bằng mưa ra việc. Mày xấu hổ, sợ xấu hổ dơ lồn mày kìa. Mẹ Việt Nam anh hùng mà ra được hùng nó điên dơ lồn dơ hắn vậy chứ sao. Mẹ Việt Nam anh hùng nói. Mẹ Việt Nam anh hùng mà đi thét là không mà điên đấy. Hùng điên thuộc quần thuộc ác bây giờ công an bà mình sợ xấu hổ rồi. Cái bao sách cái chân nó bao lại đã đưa lên xe taxi. Yeah.
Còn các tỉnh tới chỗ đang tiếp dân trung ương, nó đang tiếp dân trung ương mà đóng cửa, bà con nhân dân chúng tôi ngồi về hè, lớp ngồi về hè, lớp đứng đường, nhân dân chúng tôi là quá khổ rồi, nhân dân chúng tôi là đành cái rô giết hết như nhau rồi, cho nên chúng tôi đi thì đi, biết rằng là không giải quyết nhưng mà chúng tôi phải đi, đi cho đất nước này cho biết những kẻ cướp cho nhân dân chúng tôi và tội ác nhân dân của cướp. Của cướp nhà, cướp tài sản của nhân dân chúng tôi, còn đàn áp nhân dân chúng tôi. Chế độ này quá tàn bạo, quá ác độc với nhân dân chúng tôi. Chứ không phải là nhân dân chúng tôi đi đây là để nó giải quyết. Đi đây là để thiện cái đất nước này, cả cái nước bạn để thấy nhân dân chúng tôi quá khổ như thế này, bị chính quyền, cái chế độ độc tài này để cướp hại nhân dân chúng tôi. Tài quá thúi nát, hèn với giặc mà ác với dân này.
hèn với dịch hoặc thuốc cấp nhân dân chúng tôi. Đấy, bà con ơi, nhân dân đấy, dân ơi, càng ngày là càng đông á. Đông chừng nào là công an nó đàn áp chừng đấy, kêu nó đuổi bắt nhân dân. Để cướp kêu công an sẽ đàn áp nhân dân chúng tôi. Có bà ở... Việt Nam anh hùng mà bắt bả lên xe, đã thuộc quần thuộc áo mất qua bắt mất nhà, mà cuối quần có áo thì bắt bả đưa lên xe công an lấy cái lái tốt mà đưa lên xe taxi chở đi đâu tôi không, ở đây nhân dân chúng tôi không biết. Mà nói ra được thật là nó bảo phản động gián điệp là nó cặp chết. Nhân dân chúng tôi là càng ngày là càng đông đó. Mà nó cũng chứng cho quyết một lô rít với nhau, nó chứng cho quyết. Vừa bà con cứ ra ngồi như thế này làm sao mà nó giải quyết được. Chia sẻ nhân dân chúng tôi nhiều rất cảm ơn, tôi xin kết thúc cái chia sẻ chia cho nhiều lắm cho bà con chúng tôi, cho cộng đồng thế giới này biết nhân dân chúng tôi khổ sở như thế này. Trực tiếp đi xuống xe cán bộ đi á. Đây là ngày 16 tháng 9 2019. Nhân dân chúng tôi vẫn tiếp tục đi đòi công lý, đi đòi quyền lợi, đi đòi nhà cửa, đòi quyền của người nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi đã mất nhiều rồi. Đi quá nhiều đau khổ rồi. Trả lại đất nhà cho dân chúng tôi đi Đảng ơi. Trả lại đất, trả lại nhà cho dân chúng tôi đi Đảng ơi. Đảng ơi. Trả đất, trả nhà cho Đảng ơi. Đảng ơi, trả nhà, trả đất gì ơi. Trả nhà, trả đất cho dân. Em rửa mà tắm ở nhà chiều đi về lắm. Vừa phải thôi, trả đất trả nhà đây. Vừa phải thôi, tại là vừa phải ở địa phương đi trước đây. Vừa phải và không phải.
rồi bà kiếm nhà người xỉu rồi, xe cứu thương chở rồi. Xá đất xá nhà cho dân cho quốc hội ơi, quốc hội ơi, xá đất xá nhà cho dân cho quốc hội ơi, quốc hội ơi, xá nhà xá đất cho dân cho quốc hội ơi. Thì buộc 3 cái dây vào xong là có cái que ai cầm là sẽ để... Che đất, che nhà cho dân nè, kịp Chủ tịch Quốc hội nha.
ơi, mày được bao che ngoài vòng pháp luật là loại người xấu xa đó Đảng ơi. Hãy trừng trị bọn chúng Đảng ơi. Đảng ơi, hãy sống trong sạch Đảng ơi. Bao che thủ phạm là điều nhơ nhuốc Đảng ơi. Tha mô là điều nhơ nhuốc Đảng ơi. Đảng con cho tôi rồi. Chính phủ ơi, cho đi lính đây. Bảo vệ biển đảo đây. Cái là chim này là coi như là
đầu sáng là lúc 9 giờ tại tiếp dân á. Tại tiếp dân trung ương là coi như là bà gì? Bà Ngọt ấy. Em không biết tên bà. Bà Phạm Thị Ngọt ở Long An, ở Vĩnh Long, là bà là mẹ Việt Nam anh hùng, là coi như là bà bức xúc, bà có cối quần ở trường hết, là công an là quận Hà Đông, công an quận Hà Đông bắt bà trong cái mền trùm bà đưa lên tay xe taxi, là 9 giờ lúc sáng ngày 16 này đến giờ này mà chưa thả bà ấy về. Còn nhân dân dân chúng tôi là đến chỗ phường số 6 Quang Trung, 46 Quang Trung đây, chúng tôi là tìm kiếm bà ấy, mà 46 Quang Trung đây là không nói không có bà, không bắt bà. Thì cái mền mà hồi trưa đấy có trối bà, gối bà, thì giờ trong cái phường này có cái mền bà mà không có người, bây giờ nó nói là không có người. Là cái bà này, bây giờ có bà này ở Vĩnh Long đấy, bà Ngọt đấy, bà Phạm Thị Ngọt ở phần Vĩnh Long. Bây giờ chúng tôi vô hỏi bà là nhốt ở đâu, nó không trả lời, nó không có biết. Bây giờ cái giờ này mà chưa thả người về thì tất nhiên là coi như phường công an này ném bà ở đâu, bóp họng bóp hầu gì giấu bà ở đâu, tại vì bà không có cái tội lỗi gì hết. Bà là người Việt, mẹ Việt Nam anh hùng. Bà là đi kiện bao nhiêu năm nay là không trả đất trả nhà bà. Bây giờ bà ra tiếp được ở trung ương, bà là mấy lần rồi tiếp tục ở trung ương trở lại, bà bức xúc quá, bà cối quần, thì là coi như là phường số 6 Quang Trung công an bảo vệ tại tiếp dân trung ương lấy cái mình gối bà chở đưa tới taxi, là từ lúc taxi tướng là loạn dân chúng tôi đã tướng lao là chở bà đi rồi về, tới ngày hôm nay là có cái bà ở bên bà mù đi với bà. Là kêu là giờ tới chiều 5 giờ là đưa bà về giữ với bà chứ không có nhốt. Mà giờ này thì bây giờ là mấy giờ rồi mà chưa thấy bà ấy gì à. Thì chúng tôi đến đường 46 Quang Trung này, chúng tôi đòi hỏi người. Bây giờ buộc là phường số 46 Quang Trung này bắt người thả người trong dân chúng tôi ra. Giờ dân chúng tôi giờ này mà còn ngồi vì đường đó đi tiêu đòi người thì dân dân chúng tôi là thì mất người đi kiện, chúng tôi đi đòi, được quyền đi đòi. Bây giờ này là coi như bà chưa thả về. Mà nay bà đấy là 85 tuổi rồi. Bà đứng kia. Minh ơi, bụng tay con. Đấy, bây giờ cái bà là già, bà đuôi, hai bà đi dắt nhau đi. Bây giờ bắt cái bà sáng 85 tuổi, bây giờ bà đuôi bà đứng đấy. Bà đứng bà đòi người đấy. Bà là bà đuôi, bà sáng là 85 tuổi. Dắt cái bà đuôi cũng tám mấy tuổi đi đấy, đi đòi đấy. Giờ trong đêm nay là bà con dân quan chúng tôi đã đi trong đêm nay là còn phải đi rồi cho bằng được. Bà tại vì bà 85 tuổi mà đâu phải bà là bà phản động gì. Hay là bà bởi vì bốc xúc quá, bà bất cối quần quần áo gì, Việt Nam anh hùng mà. Đi cướp đất của dân thành khùng thành điên rồi, cuộc áo đi rồi còn gì nữa đâu nữa. Hiệu quả là nói hai bà dắt nhau đi từ là Vĩnh Long ra tới trung đường Hà Nội, hai bà sống chết có nhau. Bây giờ bà đó là thuộc quần thuộc áo và công an nó là xấu hổ, nó bắt bà đó nó gối đi đưa ra xe taxi, nó chở bà đó đi đâu giấu ở đâu. Bây giờ dân chúng tôi là táo phường này mắc hồi 9 giờ sáng đây, bây giờ tôi là gần 9 giờ rồi mà tại sao không thấy người thả về. Bà nói chừng nào cho bà thấy được bà Ngọt bà rồi bà mới... Đúng rồi, bây giờ bắt người nói được tại già 85 tuổi. Tại già 85 tuổi mà ở Vĩnh Long ấy. Bà Ngọt đấy.
Bà ngày hôm trước cũng có tuột quần nay bà đi kêu bây giờ giải quyết, nhưng mà không giải quyết mà anh ấy tiếp tục bà ra nữa thì không giải quyết nữa thì tất nhiên bà tuột quần nữa, công an thấy xấu hổ, bà quá bức xúc, bà tuột quần tuột áo. Thì mẹ Việt Nam anh hùng mà đi kiện bao nhiêu năm nay thành khùng thành điên rồi, không có gì nữa hết, coi như là không sợ chết sợ sống gì hết. Cho nên bà tuột quần tuột áo, cho nên là công an xấu hổ lấy cái mền gói lại trở về số 6 Quang Trung hay là về cái phường nào không chúng dân chúng tôi không biết, nhưng vừa vừa dân chúng tôi vô cái phường số 6 là 46 đây có cái mền tình chứng cái mền hồi sáng gói bà, bây giờ cũng hiện tại bà đây, mà bây giờ công an nói là bà không biết, không biết bà là ở đâu, không biết bà là bắt bà về đâu đi đâu. Bây giờ thả nhân dân chúng tôi ra đi. Bà già 85 tuổi mà đây cái phường đây. Đây 46 xuống rồi, 46 Quang Trung ấy. Đây 46 Quang Trung ấy. Mà giờ này tới giờ này mà nó là anh từ chốt không biết bà ở đâu. Không biết ở đâu mà cái mền bình chứng cái mền lúc sáng gối giờ ở đây. Có cái mền bà. Mà nó kêu cái mền ở đây là nhiều mền, nhiều mền. Nhiều đâu không biết nhưng mà bán được bao nhiêu tiền đấy. Giờ nhân dân chúng tôi yêu cầu công an thả người ra chúng tôi ra đây. Bà già 85 tuổi. Bà già 85 tuổi mà mẹ Việt Nam anh hùng nữa. Mẹ Việt Nam anh hùng mà đi cướp đất của nhân dân, mẹ Việt Nam anh hùng. Hai bà già, một bà 80 mấy tuổi, một bà 80 mấy tuổi. Bà sang dắt bà đuôi đi đòi công lý, đi đòi đất đòi nhà đấy. Giờ bắt một bà hồi sáng giờ còn một bà đứng đấy. Đứng trong phòng công an đấy. Bà con chia sẻ, chị em chia sẻ. Mạnh lên. Cái chế độ này nó quá thúi nát rồi đấy. Cái phường này nó bắt người mà nó là không bắt bằng chứng cái mền của chúng tôi vô trong cái phường này là lục có cái mền ở ngay cái bàn kia là cái mền lúc sáng gối bả, tôi cũng có quay có bằng chứng cho cái mền này, mà bây giờ nó là thành công an đây, nó nói là thành chiến thành thắng công an ở 46 Quang Trung này, phường Quang Trung này nói là mền giống mền mà giờ người không có chỉ cái chuột chứ phường. Chỉ phường chúng tôi vô phường, họ nói chỉ lên trên này. Không biết, chỉ lên này. Chỉ quận. Chúng tôi vô quận, không biết chỉ lên này, chúng tôi lên này. Chỉ vô quận là cái chỗ nào. Giờ yêu cầu cho biết đây một. Thì nếu mà giờ giam giữ cho thấy mặt, đó điện trong tỉnh, chủ tịch tỉnh ra để mà giải quyết dẫn bà về. Nhân dân chúng tôi ổn định đi về. Còn bình không cho chúng tôi biết đêm nay chúng tôi ở đây, cứ đòi trả người từ chúng tôi ra đây. Trả người ra đây. Biết là sáng giờ ba ăn uống ra sao nữa, không biết trời bản. Công an gì mà xấu hổ, cắt bà già Việt Nam anh hùng 85 tuổi. Mà biết rồi mà muốn cơm nước no cho bà ăn bà uống chứ. Bà cứ ngồi đó, bà khi nào mà bà sáng ra dắt bà mù về. Người ta mù hết.
chiều ngay chỗ cái mặt phòng đó đó, cũng hội văn phòng cũng cho 20 ngàn đi xe ôm lên. Tên ông kêu đi, ông xuống phường nào, ông chú của anh quận với tôi. Nếu mà không có là phường nói láo với anh qua thôi, không chịu làm em. Giờ bà đấy, bà mâu ấy, bà không thấy đường là ngồi chờ bà sáng đấy, ngồi ngay cái cửa công an này. Bà trí mạng giữa công an này phải tra cái bà sáng, bà mâu ra đi, bà sáng ra đây để giúp bà mâu đi. Bà mẹ Việt Nam anh hùng mà lấy cướp đất cướp nhà bà. Bao nhiêu năm nay, mười mấy năm nay không trả mà. Bây giờ bà đây vừa rồi cái là đợt trước hôm tháng 6 có ra giải quyết, gọi bà về đưa bà về để giải quyết. Nhưng mà từ tháng 6 tới nay bà không có giải quyết bà thì bà hai bà tiếp tục dẫn nhau ra nữa. Thì dẫn nhau ra nữa bà này thì quá bốc xúc. Trời nắng non mưa gió hai bà nằm ngoài đường mình cống tiếp dân không. Không có tiền mà vô nhà trọ. Thì hai bà nằm đó thì kêu gọi đỡ trả. Bà này không trả bà là bốc xúc, bà cởi quần, cởi áo. Thì công an thấy xấu hổ, mới lại lấy cái mền á, đem trùm cái bà này gói đây, khiêng đây. Khiêng đem xuống người công an, bảo vệ có công an có, đưa bà lên taxi. Chở bà đi đâu? Đấy, cái bà, cái bây giờ cái bà mù bà ngồi ngay chỗ cái cổng cái cửa của đồn công an 46 Quang Trung này. Giờ anh chị em coi như mà là bắt cái bà 85 tuổi. 85 tuổi mà ở coi như Vĩnh Long. Vĩnh Long mà bắt lúc 9 giờ sáng ngày 16 nay, cùng ngày nay. Mà đến bây giờ mà chưa thả người về. Dân dân chúng tôi mà giờ này còn ngồi đây ngồi canh đấy. Bây giờ nhân dân chúng tôi, dân quan chúng tôi thì mất người chúng tôi, giờ có dù chết dù sống đêm nay cũng kiên quyết. Khi nào mà thả người chúng tôi về là chúng tôi mới về, còn không thả chúng tôi cứ giữ đây. Xuống là quận, công an quận là chỉ là công an phường. Đến công an phường là chỉ công an quận là chúng tôi biết đi đâu, giờ ngay ngồi ngay công an phường. Đi làm giờ chưa tắm rửa được nữa nè. Còn bà giờ đói bụng chưa hết rồi, đi về làm nhà ăn cơm. Bây giờ chị em nè, có đói bụng cứ đi ăn cơm, tự ăn cơm đi. Ai chưa ăn cơm, tự túc đi mua đồ ăn cơm đi nha. Tự túc đi mua ăn đi. Bây giờ dân khổ quá mà bà, giờ hai cái bà đó là bây giờ 85 tuổi mà mẹ Việt Nam anh hùng nữa. Mẹ Việt Nam anh hùng thó mà giờ khùng nói điên, thuộc quần thuộc áo đi, bỏ về ai? Bỏ về ai? Bỏ gì cái cướp đất cướp nhà? Khùng điên đâu, người ta quá minh mẫn đi. Tại chẳng qua người ta quá bức xúc ra vô tốn tiền, tốn kém người ta tiền dây bạc hỏi. Quá bức xúc chứ còn người ta không có khùng điên đâu. Mà ra bên đây mà, từ Vĩnh Long mà ra tới đây mà làm sao mà từ nói. Vĩnh Long mà ra tới Hà Nội chỗ ban tiếp dân trung ương. Mà đâu phải là khùng ta điên đâu. Quá bức xúc. Bởi vì ra cái chỗ này là cái chỗ minh bạch. Tại sao trong sạch mà không minh bạch, mà không trong sạch nó lại bắt người. Bây giờ công an đã từ chối. Bà nhớ, bây giờ bà mù ấy, bà mù không thấy đường, bà mò đây được lên chỗ cái phường này, bà ngồi lúc chiều giờ.
mà công an biểu bảo bà là cam kết với lũ tôi là dẫn lên tới lầu 6. Người bắt người đi nhốt, bịt họng một bộ phận làm sao mà đi lên tới lầu 5 lầu 6 không có thì chúng tôi chịu tội. Không lạ gì mà bắt người đi con, bắt bà già 85 tuổi làm gì, thả bà ra đi. Thả bà ra, dân dân chúng tôi đi về đi. Nhân dân chúng tôi là coi như mất người, mất một người chúng tôi còn ai đi tìm đi kiếm. Mà tại sao con bác mất, có bằng chứng đàng hoàng. Bắt người vô tội, tại sao bắt người giam người tận 24 tiếng đồng hồ. Mà bắt trong khi bà già bà mất công lý, bà mất quyền. Lỡ có bà mất nhà mất đất, có bà đi đồi mà trong khi đó mà mày Việt Nam anh hùng nữa. Anh hùng chỗ nào đâu. Bây giờ không phải là bà gọi là bà không ở điên. Bà coi quần áo vậy cho thấy cái chế độ này đã cướp đất cướp nhà của Việt Nam anh hùng. Gian lan khổ sở. Tiếp tới chừng hột gạo, tiếp tới chừng cái quần cái áo cho bọn mạch. Bây giờ là coi như là phản động lại bà đi cướp đất cướp nhà, cho nên bà coi quần coi áo bà đi. Trụ sở tiếp công dân, trụ sở tiếp công dân trung ương thuộc phường Quang Trung quản lý. Tại sao mất người mà lại phường Quang Trung không hề biết gì? Thế là thế nào, trách nhiệm của công an phường ở đâu? Tôi muốn hỏi thế mà bây giờ chúng tôi đến đây chúng tôi đòi người thì các anh không, coi như là vô trách nhiệm, không lấy năng gì cả. Lại bảo không ai biết. Thế nào? Trách nhiệm của công an phường để đâu? Xin hỏi là ông giám đốc công an Hà Nội, trách nhiệm của công an phường này đâu? Tôi, dân chúng tôi, dân quan chúng tôi xin hỏi ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm ơi, ông cũng có mẹ có cha. Nếu mẹ cha ông mất đất mất nhà như dân chúng tôi, như mẹ ông mà mất đất mất nhà như vậy, thì bây giờ cái bà này 85 tuổi, cũng như mẹ ông sanh ông ra, cũng là ông đi làm nhà nước, cũng là mà bà mẹ Việt Nam anh hùng, như mẹ giả sử như mẹ ông. Mà mẹ ông như thế này, đi như thế này, thiệt rồi không có cái quần cái áo, bận thuộc quần thuộc áo đây rồi bà. Ông Tô Lâm ơi, ông Tô Lâm, ông có sốt ruột không? Tại sao bắt bà già 85 tuổi lúc 9 giờ sáng tới bây giờ không biết bà ở đâu, kêu bà đã thuộc quần thuộc áo bà đi là xách cái mền gối bà đi kêu taxi khiêng bà đi. Mà bây giờ là chúng tôi, dân chúng tôi tới ngày hôm nay trưa dân chúng tôi cũng hỏi nó chiều bây giờ dân chúng tôi ổn định như vậy, an tâm như vậy. Từ bây giờ này mà không thả người, nhân dân chúng tôi là 6 giờ chiều lên bây giờ mà không thả người. Ông Tô Lâm ơi, ông lên tiếng đi. Tại vì công an là dưới quyền điều khiển của ông. Bắt người đúng luật, đúng tội mới bắt. Tại này cái bà này cái luật gì mà bắt, cái luật cái điều gì mà bắt bà. Bà già 85 tuổi nhốt hồi 9 giờ sáng tới giờ ông Tô Lâm ơi. Như mẹ ông dạy, ông biết ông Tô Lâm, như mẹ ông dạy là ông có sốt ruột hay không? Bịt má bịt mồm người ta nhốt ở đâu? Không cho nhân dân chúng tôi biết. Mà trong khi cái mền hồi rút của sáng, gói bà khiêng mà đi lên xe một cái mền đó. Mà bây giờ chúng tôi vô cái vườn 46 quan trọng này, cũng là có cái mền đó. Nói là không biết bà ở đâu, không biết không đem tới đây. Ở đây là giờ bà ở đâu? Chúng tôi đến quận Hà Đông, công an quận Hà Đông. Chỉ lên nói là ở phường. Chúng tôi lên ở phường là có chỉ giờ với quận là chúng tôi biết giờ đâu. Như vậy là công an bịt mồm, thơ xấu hổ, bịt mồm, bịt miệng. Không biết thì giờ bà ở đâu, công an mà sao là không biết. Công an bất cứ cái chỗ nào, bắt người cái chỗ nào là công an có mặt. Cái điều cái đồn nào con biết. Bây giờ công an là bắt gì cái đồn nào là công an cắt đồn nào là con biết hết. Mà tại sao không biết? Như vậy là ở đó là chủ tịch Vĩnh Long đồng lõa với công an người này ở sao bắt người vô tội đã đem nhốt bịt mỏ bịt mồm.
Trời ơi, 9 giờ 17 phút rồi. Biết rồi, biết đó. Rồi. 9 giờ sáng, chưa được, hồi sáng là 8 rưỡi thôi. Mà tôi dân dân chúng tôi cho 9 giờ, mà tới giờ này. 9 giờ rồi, mấy giờ, 9 giờ 17 rồi. Bây giờ yêu cầu tha người đây, tha người vô tội ra đây, bà già 85 tuổi. Bà già 85 tuổi yêu cầu tha công an tha ra đây. Đấy, bây giờ bà còn vẫn đứng ngay cửa đồn công an 46 Quang Trung. Bây giờ 46 Quang Trung nó đồng lõa, nó không biết. Tại giờ này mà người ta cơm no áo ấm, trăng êm niệm ấm. Bây giờ dân quan chúng tôi cũng vẫn ngồi về đường. Lúc chiều tới giờ vẫn ngồi về đường. Bụng chưa có cơm, còn vẫn đói. Nhưng mà nhân dân chúng tôi cũng vẫn no. Không bao giờ ăn khi nào mà có một người dân ăn chúng ta thả ra. Chúng tôi mới ăn cơm được, mới ngon giấc được. Bây giờ chúng tôi cũng vẫn ngồi đây. Khi nào công an bất cứ cái phường nào, từ quận tới phường, thả bà già 85 tuổi ra đây. Bởi vì 85 tuổi bà này là bà Việt Nam anh hùng. Bà Việt Nam anh hùng ở tỉnh Long An, ở tỉnh ở tỉnh Vĩnh Long. Bà này đã bị mất đất mất nhà. Rồi giờ bà nghĩ là ngày xưa bà tiếp tục, bà nuôi con, bà phục vụ cho đảng, cho nhà nước. Mà bây giờ đi cướp đất, cướp nhà như vậy thì bà quá bốc xúc. Bà nghĩ cái lương tâm bà quá bốc xúc. Giờ bà cởi quần cởi áo, bà đi. Chứ không phải là cởi bà khôn, bà điên. Minh mẫn. Bây giờ công an là đồng lõa theo là tỉnh Long Tính Vĩnh Long để mà đồng lõa theo, để mà bịt mồm bịt miệng với bà này, lấy mền trùm cái bà này, khiêng bà lên, đưa lên thiệt, kêu xe taxi chở bà đi. Lúc 8:30 tới đến bây giờ mà bà này chưa được thả ra. Cô như giờ bà ở đâu? Giờ tôi yêu cầu ông Tô Lâm, ông Tô Lâm ơi, ông yêu cầu ông đi, ông chỉ đạo đây, cái bà này 85 tuổi đang bà nội ông Tô Lâm ơi. Như mẹ ông thì ông con út thì đang mẹ, mà ông còn trong đầu thì 85 tuổi đang mẹ, bà nội ông Tô Lâm ơi. Ông chỉ đạo cái các cái phường này thả bà đã 85 tuổi ra đây.
Hồi sáng là có cháu đây. Hồi sáng là có ở đây có bà này ở đây. Bà này là coi như là lấy quần áo, lấy cái mình trùm cái bà đấy. Đây mấy anh đây. Bây giờ em hỏi là coi như là bây giờ giao chúng tôi mất người chúng tôi đi đòi chứ không làm gì hết. Bắt người đây không giả, bắt người không giả, sáng giả ra, tốt bà già nắng năm tuổi cũng sáng rồi không giả. Coi như là cô nói với con là bà đó là ở Vĩnh Long, ở Vĩnh Long. Bà này là Việt Nam, mẹ Việt Nam anh hùng. Có là lấy đất lấy nhà bà đi kiếm bao nhiêu năm nay không trả bà. Cô thì nhậm không trả bà. Bây giờ bà quá bức xúc, bà quá bức xúc. Thì tháng 6 ra đưa bà về để giải quyết, nhưng mà đến nay chưa giải quyết là hai bà, một bà đuôi một bà 85 tuổi, hai bà là trên lệch tuổi với nhau. Bà đó, bà đây thì mù, bà giờ có cái đồn này bà mù, còn cái bà sáng, bắt cái bà sáng cho nên bà thuộc quần thuộc áo. Bà bức xúc quá, bà thuộc quần thuộc áo bà. Cho nên bà nghĩ là ngày xưa bà nuôi, để mà anh đã bảo vệ cho dân, cho không ngờ mà đi cướp của bà. Nhưng giờ bây giờ bà thuộc quần thuộc áo, bà đi xấu hổ, mới đem cái mền trùm bà, khiêng bà kéo bà đi, kêu cái xe taxi, chở bà đi. Mà dân chúng tôi thì lên đến này, thì chỉ giờ là ở quận. Bà xuống chân chân xuống, xuống quận thì chỉ về phường. Đấy. Bây giờ thang ngồi đó đây. Thang ngồi đây. Bà ở đây giờ mới đâu hết á. Cái mòn ở đây là bà ở đây. Bắt người vô tội đây. Thang ngồi ra đây. Bây giờ cái mòn ở đây là bà ở đây giờ mới đâu hết á. Bịt ma bịt miệng bà không cho bà là. Các ông không biết bà là ở đây hết. Đây, các ông hôm nay đưa bà đây, bây giờ có mặt ở đây. Bây giờ bà ở đâu? Không thể tháng mai được, người thì rút trong 24 tiếng đồng hồ là quá lắm rồi. Đây, bây giờ bà mù đấy, bà mù vô trong trước cái đồn công an ngồi. Đồn công an 46 quan trung. Bây giờ là cho bảo vệ tới đưa cái bà mù ra ngoài đấy. Thì con mẹ mày tao đập cho mày chết cha bây giờ. Mày nói đi. Hả? Bây giờ sao anh? Bây giờ sáng mai hỏi xem cho nó rõ ràng. Bây giờ hiện nay bà không nằm ở đây. Sáng mai hỏi. Nhưng rồi sáng mai anh cũng biết ấy, giờ đưa bà đi đâu? Bà Hương em về đi. Bây giờ hỏi hết trả lời ảnh với vấn đề gì cả. Bà Hương mình ra. Đúng rồi. Không ai giao viết trong vấn đề, nhưng mà bây giờ là dân chúng em là coi như là mắc người chúng em phải đi đổi sốt ruột. Bây giờ chị em tự về chứ còn em làm sao mà cho được. Bây giờ chị em của tôi á, bây giờ dân chúng tôi thì mắc người trong chúng tôi được quyền đi đòi. Chúng tôi được quyền đi đòi chứ không phải là chúng tôi ra ngồi đây mà biết gì dắt tôi dắt về. Tôi đâu phải là tôi là gì đâu mà tôi dắt chị em về. Ai đi đòi người mắc người, chẳng hạn như tôi mắc thì chị em đi đòi. Đấy, bây giờ là bảo vệ. Dư hả? Ừ, như cái công an đây bà mù. Đây là bà mù còn bắt bà sáng. Đấy, bà giờ đưa bà giờ hẹn bà sáng mai mới thả bà kia. Để nó chở vào đây cho nó có trách nhiệm.
ngồi lên đi. Thôi để bị bỏng đi. Thôi bà Hương ơi, để cho nó ba chờ mới cho mới. Tới đó nó cũng khổ nữa. Thôi đi vậy. Rồi mình biết thì đến nhà bà đâu. Như vậy bây giờ là bà con tôi là sao đây? Giờ hứa hẹn bà đó là ngày mai mới hỏi ở đâu hỏi. Nếu mà ngày mai không có thì mấy ông này chịu trách nhiệm. Bà chưa biết chuyện gì nhá. Nói cho bà nghe. Chỉ tay vào thôi nhá. Không có quyền chỉ tay vào thôi. À, bây giờ là nhân chúng tôi là đưa cái bà mù, công an đưa bà mù về tại chỗ tiếp dân trung ương. Bây giờ nhân dân chúng tôi hẹn chưa biết đưa bà mù đi đâu, giờ chở bà mù đây mà chưa biết đi đâu. Nhưng mà giờ nhân dân chúng tôi là hẹn nhân dân chúng tôi là 6 giờ sáng. Bây giờ nhân chúng tôi là xin kết thúc ở đây. Bây giờ bà con chúng tôi đã về kiếm cái gì ăn uống. Chứ bây giờ khuya rồi bà con chúng tôi là quá đói. Đi ra nước đá mà thôi. À, đến đâu phải tốt ra.